Tháng 4 năm 2022, quân đội Ukraine tạo ra một câu chuyện chấn động khi đánh chìm soái hạm Nga Moskva, con tàu từng là niềm tự hào của người Nga. Khi ấy, Kiev tuyên bố rằng vũ khí mà họ sử dụng là tên lửa Neptune tự phát triển. Kể từ đó, uy lực và sức mạnh của Neptune dần dần được giới quân sự biết đến. Thành công ngoài mong đợi khiến Ukraine tự tin tiếp tục phát triển chương trình tên lửa nội địa của mình để chống lại quân Nga trên tiền tuyến. Đó là chưa kể một loạt dự án vũ khí nội địa đáng chú ý khác của Kiev như hệ thống phòng không kiểu quái vật Frankenstein giúp đối phó với các đòn tập kích mùa đông của Nga. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những loại vũ khí này quý vị nhé. Thưa quý vị, gần đây Ukraine thông báo thực hiện dự án Neptune dài. Dường như đã tăng độ dài để tăng tầm bay của mẫu tên lửa diệt hạm từng bắn chìm soái hạm Nga Moskva. Tháng 4 năm ngoái, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, soái hạm thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, đã bị bắn chìm khi đang được kéo về cảng sau sự cố cháy nổ ngoài khơi Ukraine. Sự kiện này được coi là tổn thất nặng nề với Nga cả về mặt tác chiến và hình ảnh, khi chiến hạm Moskva được coi là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của hải quân Nga. Ukraine sau đó tuyên bố vũ khí dùng để bắn chìm soái hạm Moskva là tên lửa diệt hạm R-360 Neptune. Mẫu tên lửa này được Viện Thiết kế Luk của Ukraine lần đầu công bố tại một triển lãm quốc phòng ở thủ đô Kiev năm 2024, nhưng khi đó không được chú ý. Nhờ việc đánh chìm soái hạm Moskva, Neptune trở nên nổi tiếng trước cộng đồng quốc tế và nhận thêm nhiều sự quan tâm từ quân đội Ukraine. Thứ trưởng quốc phòng này, Trung tướng Ivan Havriliuk, hồi tháng 12 năm 2023 cho biết, Kiev đang phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune. Chúng tôi đang thực hiện dự án có tên là Neptune dài, phiên bản chỉnh sửa của tên lửa Neptune. Tướng Havriliuk nói, song không tiết lộ chi tiết kỹ thuật của bản nâng cấp cũng như tiến độ của dự án, với lý do đây là bí mật quân sự. Neptune được chế tạo dựa trên thiết kế của tên lửa KH-35 từ thời Liên Xô. Vị thiết kế Luk cho biết Neptune được cải tiến đáng kể về tầm bắn và hệ thống điện tử, có khả năng tiêu diệt tàu mặt nước với lượng dạn nước lên tới 5.000 tấn. Quả đạn Neptune dài hơn 5 mét, trang bị 4 cánh ổn định giữa thân, có tổng khối lượng là 870 kg, trong đó đầu đạn nặng khoảng 150 kg. Quả đạn được đẩy khói ống phóng bằng tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn trước khi động cơ phản lực tuabin MS-400 được kích hoạt, giúp nó đạt tốc độ cận âm và tầm bắn khoảng 300 km. Dựa vào tên lửa của dự án mà tướng Havriliuk tiết lộ, chuyên gia quân sự David A.C. của Forbes nhận định Ukraine đang muốn chế tạo mẫu Neptune có chiều dài lớn hơn, tương tự điều một số nước khác từng làm với tên lửa hành trình nội địa. Bằng việc kéo dài tên lửa, Ukraine có thể bổ sung thêm chỗ chứa nhiên liệu cho động cơ, giúp tăng mạnh tầm bắn của nó. AC nêu quan điểm, phiên bản phóng từ đất liền của tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ sản xuất có chiều dài là 3,3m và tầm bắn hơn 120 km. Biến thể Harpoon Block 1D được kéo dài thêm 0,6m, giúp tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn gấp đôi. Nhà sản xuất cũng dịch chuyển cánh ổn định của biến thể Block 1D lên cao hơn để duy trì khả năng cơ động và đặc tính bay của tên lửa sau khi được kéo dài. Trang tin quân sự Ukraine Military nói rằng Neptune ban đầu được thiết kế để đạt tầm bắn tối đa là 360 km, nên việc tăng tầm bắn là điều khá dễ. Truyền thông Ukraine gần đây cho biết tên lửa Neptune cải tiến sẽ có tầm bắn hơn 400 km và mang đầu đạn nặng 350 kg, tăng 200 kg so với bản cũ. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Ukraine chỉnh sửa tên lửa Neptune. Suri Butushov, phóng viên chiến trường của Ukraine, tiết lộ Kiev đã sử dụng tên lửa chống hạm R-360 Neptune hoán cải trong cuộc tập kích tổ hợp S-400 của Nga tại bán đảo Crimea hồi tháng 8. Sự kiện mà chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là đòn đau giáng vào hệ thống phòng không của đối phương. Các kỹ sư Ukraine tại Viện Thiết kế Luk đã bổ sung thêm tính năng tấn công mục tiêu trên đất liền cho tên lửa chống hạm nội địa Neptune, Butushov nói. Một quan chức Ukraine giấu tên khi đó cho biết Kiev đã phát triển hệ thống dẫn đường mới bằng GPS,
cho tên lửa Neptune để giúp nó tấn công mục tiêu trên đất liền. Theo chuyên gia Acer, tên lửa chống hạm chỉ cần đầu dò radar là có thể xác định tàu đối phương, do mục tiêu trên biển thường không bị che lấp bởi vật cản, trong khi đó mục tiêu trên đất liền thường nằm giữa các tòa nhà, cây cối và địa hình gồ ghề. Do đó, tên lửa cần được bổ sung GPS để có thể bắn trúng mục tiêu nằm lẫn giữa nhiều địa hình trên mặt đất, Acer nói. Với tầm bắn gia tăng, tên lửa Neptune có thể khai hỏa từ các địa điểm có khoảng cách an toàn, như tại thành phố ven biển Odessa, mà vẫn có thể bắn trúng hầu hết mục tiêu của Nga, ở khoảng cách xa như tại bán đảo Crimea. Theo chuyên gia Acer, việc cải tiến tên lửa nội địa sẽ giúp Ukraine duy trì khả năng tập kích sâu vào hậu trường Nga, mà không phải phụ thuộc vào vũ khí phương Tây. Trong bối cảnh Mỹ, nhà viện trợ hàng đầu của Kiev đang gặp bất đồng trong việc thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine và khó có thể chuyển giao thêm tên lửa tầm xa trong thời gian tới. Ukraine cần phải sử dụng nhiều hơn tên lửa nội địa và Neptune dài là một trong số đó, Acer nhận định. Đoàn tập hậu giúp UAV Ukraine hạ xe tăng Nga. Lính Ukraine điều khiển UAV vòng qua sâu xe tăng Nga, tung đoàn tập hậu và điểm yếu nhất, khiến chiếc T-72 bị phá hủy gần như ngay lập tức. Cơ quan an ninh Ukraine FBU ngày 27 tháng 12 đăng video lực lượng nước này tập kích xe tăng T-72 của Nga tại mặt trận Donetsk. Video cho thấy xe tăng Nga đang di chuyển trên đường thì bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV tấn công vào tháp pháo, khiến xe phát nổ dữ dội. Đây là kết quả của hoạt động tác chiến phối hợp giữa FBU và lực lượng vũ trang Ukraine. FBU bình luận thêm rằng cơ quan này đã góp phần hạ hơn 500 xe tăng Nga kể từ đầu năm. Theo chuyên gia quân sự David Hamlin của Forbes, video này và các hình ảnh khác gần đây cho thấy binh sĩ Ukraine đã thành thạo kỹ năng điều khiển UAV FPV để có thể phá hủy ngay lập tức xe tăng Nga chỉ trong một đòn đánh, thay vì phải tấn công hiệp đồng hoặc đánh bồi. UAV FPV là loại vũ khí điều khiển từ xa bằng tay cầm và một bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước tải trọng. UAV FPV chủ yếu được dùng làm vũ khí tự sát. Thường sử dụng đầu đạn nổ lõm BG-7V nặng hơn 1 kg. Có thể xuyên qua giáp thép cán dày 250 mm. Tuy nhiên, vũ khí này khó gây sát thương khi tấn công vào mặt trước xe tăng Nga, nơi có lớp giáp rất dày. T-72 mẫu xe tăng phổ biến nhất của quân đội Nga có giáp dày 380 mm ở mặt trước tháp pháo và 500 mm ở mặt trước thân. Mặt sau của hai bên xe tăng Nga có giáp mỏng hơn chỉ khoảng 100 mm với dòng T-72. Do các vị trí này không thường xuyên bị nhắm tới, giáp phản ứng nổ RA thường được gắn hai bên sườn xe tăng nhằm tăng hiệu quả bảo vệ, nhưng rất ít khi lắp ở mặt sau tháp pháo nhằm tránh tăng thêm trọng lượng xe. Thực tế này khiến mặt sau tháp pháo, nơi ít bộc lộ nhất của hỏa lực đối phương, trở thành điểm yếu nhất của xe tăng. Tuy nhiên, dùng UAV FPV để đánh trúng phần giáp mỏng này không hề dễ dàng. Do dòng UAV này đòi hỏi người vận hành phải có kỹ năng sử dụng tay cầm rất thạo. Ihor Voresky, chuyên gia UAV của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, UAV FPV cực kỳ khó điều khiển, và binh sĩ nước này cần được huấn luyện ít nhất vài tuần mới có thể bắt đầu sử dụng chúng ở tiền tuyến. Điều khiển UAV FPV cũng giống như lái máy bay dân dụng Cessna sản xuất từ những năm 1960 vậy. Novoresky cho hay, theo chuyên gia Hamlin, binh sĩ Ukraine giai đoạn đầu chỉ cố gắng điều khiển UAV FPV đánh trúng xe tăng đối phương, không quan trọng ở vị trí nào. Giờ thì họ đã đủ thành thạo để nhắm chính xác vào điểm yếu nhất của xe tăng Nga, ông nhận định. Trong video đăng trên Telegram hôm 24 tháng 12, một đoàn xe Nga tại đỉnh Donetsk, gồm 3 xe tăng và 3 xe bọc thép chở quân, đã bị đơn vị nhóm chiến thuật Adam của Ukraine tập kích bằng UAV FPV. Các khí tài Nga đều bị UAV đối phương đánh trúng vào mặt sau tháp pháo. Video không cho thấy hình ảnh của đoàn xe Nga sau khi trúng đòn tập kích. Song tài khoản của nhóm chiến thuật Adam cho biết cả 6 chiếc xe đều bị phá hủy. Ngoài kỹ năng điều khiển chính xác của lính Ukraine, thiết kế đặc trưng của xe tăng Nga cũng là lý do khiến nó dễ bị phá hủy chỉ sau một đòn tập hậu chính xác. Khác với xe tăng phương Tây chứa đạn ở buồng riêng tách biệt với kiếp lái, xe tăng Nga bố trí khoang chứa đạn ở phía dưới tháp pháo. Thiết kế này giúp giảm bớt số lượng thành viên tổ lái và tăng tốc độ bắn.
song khiến xe tăng rất dễ bị tổn thương, vì một đòn đánh chính xác có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền và kích nổ toàn bộ số đạn pháo bên dưới, làm thổi tung tháp pháo. Đạn nổ lõm hạng nhẹ như BG-7V trên UAV-FPV không thể gây sát thương ở bên trong xe tăng như các đầu đạn chống tăng cỡ lớn, song có thể gây ra hiệu ứng bay tháp pháo và phá hủy xe tăng Nga ngay lập tức. Ukraine đưa tên lửa quái vật Frankenstein vào trực chiến. Quan chức Ukraine cho biết Kiev đã triển khai hệ thống phòng không kiểu quái vật Frankenstein để đối phó với các đòn tập kích mùa đông của Nga. Các sản phẩm đầu tiên của dự án Frankenstein đã được triển khai trên chiến trường. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamichin ngày 27 tháng 12 cho biết chúng giúp Ukraine bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo ông Kamichin, Frankenstein, tên lửa quái vật Frankenstein, là chương trình ghép nối các bộ phận của hệ thống phòng không phương Tây với tổ hợp cũ thời Liên Xô mà Ukraine có rất nhiều trong kho. Một số dự án chỉ đơn thuần là lắp tên lửa Mỹ lên bệ phóng cũ, số khác có độ phức tạp cao hơn như tích hợp toàn bộ bệ phóng phương Tây và tổ hợp phòng không S-300. Lợi thế lớn nhất của chương trình này là tốc độ. Thông thường phải mất 3-4 năm mới có thể chế tạo một hệ thống phòng không mới, trong khi chúng tôi đã được bàn giao các sản phẩm đầu tiên của chương trình, ông Kamichin cho hay. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết Washington và Kiev đang phát triển 5 dự án Frankenstein, bao gồm tổ hợp phòng không tầm ngắn, tầm trung và cả tầm xa. Nước này dự kiến nhận thêm nhiều sản phẩm từ chương trình trong thời gian tới. Thông tin về chương trình Frankenstein lần đầu tiên xuất hiện hồi tháng 4 năm nay, sau khi một số tài liệu mật của tình báo Mỹ bị rò rỉ trên mạng xã hội Discord. Truyền thông Mỹ hồi tháng 10 cho biết nước này đã thử nghiệm ít nhất 2 sản phẩm, bao gồm tên lửa RIM-7 gắn trên tổ hợp phòng không Boot và kết hợp radar thời Liên Xô với tên lửa AIM-9M. Yuri Inak, phát ngôn viên không quân Ukraine hồi tháng 11 cho biết, Kiev đã can thiệp thành công vào tổ hợp phòng không Boot-M1 thời Liên Xô để có thể sử dụng đạn tên lửa do Mỹ cung cấp. Chúng tôi ghi nhận kết quả tốt khi thử nghiệm tổ hợp phòng không Boot-M1 trên thao trường tại Mỹ, ông Inak nói. Nhà Trắng hồi đầu tháng thông báo, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine dữ liệu kỹ thuật cần thiết để có thể chế tạo các hệ thống phòng không Frankenstein ở trong nước. Việc tiến hành sản xuất song song ở cả Mỹ và Ukraine giúp Kiev có thể triển khai chúng ra chiến trường nhanh hơn và nâng cao đáng kể năng lực phòng không, thông báo có đoạn. Ukraine đang rất cần bổ sung hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga gần đây đẩy mạnh tập kích hạ tầng năng lượng của Kiev bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa tầm xa, tương tự chiến thuật mà Nga từng áp dụng mùa đông năm ngoái. Không quân Ukraine ngày 27 tháng 12 thông báo, Nga đã triển khai 46 UAV tự sát kiểu Sahis để tập kích nhiều khu vực ở nước này, khiến 2 người thiệt mạng. Moscow hôm qua tiếp tục phóng thêm 8 UAV để tấn công Ukraine, trong đó 7 chiếc bị đánh chặn. Kiev sở hữu nhiều tổ hợp phòng không từ Liên Xô như S-300 và Buk, nhưng nguồn đạn dự trữ đang cạn dần do phải đối phó các đợt tập kích dồn dập của Nga. Mỹ và phương Tây đã cung cấp một số hệ thống chuẩn NATO như Patriot, Idrisd, NASAM và pháo phòng không tự hành Lapanser Zapper cho Kiev, đồng thời chuyển giao tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow cùng các loại đạn khác, song số lượng được cho là chưa đủ. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 11 khẳng định lưới phòng không Ukraine hiện mạnh hơn năm ngoái, song thừa nhận quân đội nước này chưa đủ năng lực bảo vệ toàn bộ lãnh thổ và cần tiếp tục được bổ sung thêm khí tài để có thể tự vệ. Nga sắp đưa pháo tự hành vượt tầm vũ khí NATO tới Ukraine. Quan chức Nga nói rằng pháo tự hành Koalitsiya SV có tầm bắn vượt nhiều hệ thống cùng loại của NATO, sắp được triển khai cho chiến dịch tại Ukraine. Pháo tự hành 2S-35 Koalitsiya SV sẽ sớm xuất hiện trong chiến dịch tại Ukraine, do quân đội Nga đang cần loại pháo có tầm bắn vượt trội so với các hệ thống của NATO. Koalitsiya SV sở hữu ưu thế rất đáng kể về mặt này. Sergei Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga, cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm nay. Ông Chemezov nói rằng hệ thống Koalitsiya SV đã hoàn tất thử nghiệm và dây chuyền sản xuất hàng loạt đã khởi động. Lô thí nghiệm đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12, ông nói. Hệ thống 2S-35 Koalitsiya SV sử dụng pháo 2A-88 cỡ nòng 152mm, đạt tầm bắn tối đa là 40km với đạn thông thường và 80km với đạn thông minh.
vượt trội so với tầm bắn 25-40 km của pháo M109 Paladin Mỹ, AS-90 Anh và AHS Strap được quân đội Ukraine sử dụng. Nhờ hệ thống nạp đạn tự động, Kalashnikov FV có thể đạt tốc độ khai hỏa tối đa nhanh gấp đôi mẫu M109 Paladin Mỹ. Bên cạnh đó, mẫu pháo tự hành này còn được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và chỉ thị mục tiêu bằng laser. Mức độ tự động hóa cao khiến Kalashnikov FV chỉ cần 2-3 người để vận hành, trong khi kiếp pháo M109 Paladin cần 4-5 người. Tầm bắn lớn và tốc độ khai hỏa cao sẽ mang lại lợi thế trong các cuộc đấu pháo, cho phép khẩu đội công kích đối phương mà không sợ bị phản pháo, cũng như nằm ngoài tầm tiếp cận của nhiều hệ thống máy bay không người lái UAV tự sát. Quan chức Nga thêm rằng Rostec đang có kế hoạch thử nghiệm xe chiến đấu bộ binh điều khiển từ xa trong điều kiện tác chiến tại Ukraine. Tổ hợp điều khiển từ xa hiện mới được lắp đặt cho thiết giáp BMP-3, như có thể được trang bị trên pháo chống tăng tự hành Rus-SDM-1. Chúng tôi trông đợi điều này. Phương tiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm ở thao trường và có thể được đưa ra chiến trường thực tế, ông nói. Rostec cũng hiện đại hóa nhiều tổ hợp pháo tự hành. 2S-19 M-Star-S gồm lắp hệ thống điều khiển hỏa lực và màn hình kỹ thuật số đời mới và thay đổi cơ cấu nạp đạn, giúp tăng thời gian phản ứng và tốc độ khai hỏa. Phiên bản M-Star nâng cấp được bổ sung chế độ tấn công đồng thời với khả năng khai hỏa và hạ nòng liên tục, giúp một khẩu pháo dội nhiều quả đạn xuống khu vực mục tiêu gần như cùng lúc. Nó cũng đạt tốc độ bắn 10 phát mỗi phút so với 6-8 phát mỗi phút của mẫu 2S-19 nguyên bản. Rostec là một trong những tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga, chịu trách nhiệm sản xuất chiến đấu cơ, pháo, vũ khí chính xác cao, thiết bị liên lạc, tổ hợp tác chiến điện tử và nhiều loại khí tài khác. Xung đột ở Ukraine đã tạo động lực để ngành công nghiệp vũ khí Nga tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quân đội nước này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng ta đã điểm khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm, xin chào và hẹn gặp lại.